Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp đầu tiên để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp dưới sự điều hành của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và trao giấy chứng nhận cho 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Quang Tuấn và bà Nguyễn Thị Ải Vân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau các chức danh ở Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa mới. Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu, 100%. Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.